Rồi đã lưu clip xong. Tầm này rồi mà ai còn vâng bất kỳ một lời chỉ trích gì về cái đội ngũ bình luận viên nữa thì tôi xin phép là các bạn hãy tắt mic dùm. Còn những ai mà vẫn còn có thể chịu đựng được những giọng nói của anh em chúng tôi thì thôi vui lòng và rất cảm ơn xin ủng hộ. Vâng, rất cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Bình luận viên, xin lỗi các bạn là bình luận viên Tuân Tiền Hải bắt đầu đi mua bim bim rồi. Một thói quen như hàng ngày của bình luận viên Tuân Tiền Hải, một ngày đi bình luận ăn hết một vâng một cửa hàng bim bim của bên cái chỗ quán net này. Vâng, thầy Đạt 09 thì hết phép rồi, anh không được phép view máy của AOE Trung Quốc nữa. Vâng, rất đáng tiếc. À vâng 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 vâng, như vậy là cuối cùng thầy Đạt 09 đã ra yểm bùa và Seng Long Tiểu Tử Ngư, anh lại view được máy, xin chúc mừng, vỗ tay. Máy của thằng 2 và máy của thằng 3 là máy của thằng Hỏa Hải và thằng Tiểu Tình Ngư. Máy thằng 1 mới là thằng Long em ạ. Hình như thế. Thôi không quan trọng, bây giờ chớm thầy Đạt yểm được thằng nào là hay thằng đấy rồi. Chiến thắng 3-0 thì chúng ta sẽ vô địch. Còn chiến thắng có chạm dành cho đội bạn là chúng ta không còn vô địch nữa. Đấy, nói thế cho nó vuông. Vâng, đây là một cái thể loại rất khó, thể loại 33 xem ui cái bãi quả. Đây là màn hình máy của BB. Thôi Tuân ơi, đến cái giờ này mày đừng có gây cười nữa Tuân ơi. Vâng, nó nhìn thấy cái bãi quả của thằng B nó vào biển một bên, còn B thì một bên. Vâng, đến cái giờ này rồi, đến cái giờ mà anh em tuân thật với các bạn là trên lịch trình của chúng tôi là ngày mai đoàn sẽ được nghỉ ngơi và có thể là đi tham quan du lịch cái đất vâng cái huyện này. Thế nhưng mà tôi nói thật với cả anh em là thôi tôi thà tôi ở nhà, tôi nằm tôi gây dây, tôi nằm tôi đắp chăn tôi ngủ một giấc thật dài để quên đi tất cả còn hơn. Tôi sẽ nghĩ rằng là coi như chuyến đi này chưa bắt đầu. Vâng, còn đi biển, vâng đúng rồi đấy, biển một bên và Tuân ở một bên đấy Tuân ạ. Vâng, biển với cả bèo. Vâng, bài của Bi như thế này, đây là bài trong cánh. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ xem nào. Đâu, xem các máy khác nào, đây là màn hình máy của chim sẻ. Tôi đã nhìn thấy voi. Tôi đã nhìn thấy voi ở trên đất sán đầu. Vâng, cái gờ này cũng xấu. Vâng, cái gờ xấu nhưng có voi dành cho sẻ. Tôi nghe nói là vâng, tôi ngủ thì ngủ thật đấy. Như ông vơ, ông ý hò hét câu nào tôi vẫn biết. Tôi bảo là vâng, tôi nghe nói là ông chim sẻ. Vâng, câu voi chết dần, ông Hồng Anh câu voi chết dần, ông BB câu voi cũng chết dần. Một trận đấu mà anh em chết đến 4 năm càng nông dân thì đánh cái gì. Vâng, tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra khi mà thầy Đạt 09 cũng đã hết mất phép rồi. Trận này thì hy vọng là thầy sẽ lấy lại được phép thuật của mình khi đã view được máy của anh em bên phía Trung Quốc, để cho người ta thấy rằng là sức mạnh siêu nhiên của thầy ở trên đất sán đầu này. Còn đối với các game thủ của chúng ta thì hy vọng là các em đừng tự đánh mất những trận đấu của mình. Đừng tự ý câu voi chết dân để đánh mất những cái cơ hội. Vâng, chỉ vậy thôi. Vâng, để tôi đổi cái tên này đã. Đây không phải là gặp đại trù nữa rồi, đây là gặp đội của Seng Long. Long à, tôi ghi Long à. Long à. Ngư à. Và đại chủ. Vâng, nghe thông tin báo về là 3-0 là mình vô địch. Vì vậy mà sống là còn phải chiến đấu và hy vọng. Đây là màn hình máy của game thủ VN Hồng Anh. Bài Hồng Anh đi đâu em? Đi đâu em ơi? Đi đâu ơi? Ôi giời. Bây giờ hình như là ở bên Trung Quốc thì nó quay lô 24/7 ạ. À vâng, đây là để đi vòng để ăn một bãi quả đằng sau cánh rừng này. Vâng, tôi lại tưởng là ở bên Trung Quốc nó quay lô 24/7 thì cũng đến cạn lời. Như vậy là chính thức là kích đời chuẩn trận đấu này dành cho game thủ VN Hồng Anh. Vâng, còn đây là màn hình máy của sẻ. (Cười)
Và lúc này tôi nói thật với bạn là tôi không muốn cười và tôi không muốn gây cười ở cái thời điểm này. Anh em tôi không nhìn nghe ra hơi nữa rồi. Một lần nữa, bình luận viên Đạt 09 lại yểm. Tiểu Thủy Ngư lại không có quả phụ nữa. Vâng, vừa mới lấy được máy Tiểu Thủy Ngư và máy của màu 2 tức game thủ đại chủ thì phải. Còn màu 1 thì như mới là Long. Để tôi xem có đúng không. Màu 1 thì mới là Long. Như vậy là Tiểu Thủy Ngư màu 3 tiếp tục bị ông Hoàng Đạt yểm bùa tên này, không có quả phụ. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là cái căn cơ của ông Hoàng Đạt quá kinh khủng. Đây là màn hình máy của Sẻ. Vâng, chúng ta cùng chờ đợi xem trận này thì sao. Cánh của Sẻ tôi thấy ổn nha, cánh Sẻ ổn. Nhưng cánh Hồng Anh thì đang phải hơi lòng vòng. Bi thì là bài lực lúc ban đầu. Vâng, dính vào cái bãi quả biển một bên và bi một bên thì tôi không rõ tình hình ra làm sao. Tôi xin ông Tuân Thiền Hải và ông Hoàng Đạt lúc này đừng gây cười để tôi có thể bình luận nốt được cái thể loại này cho khán giả. Nốt cái ngày cuối này để tôi hoàn thành nhiệm vụ đi bình luận trên Trung Quốc và về. Ui dồi, màu 2 lên đời sớm quá. Màu 2 lên đời quá sớm so với quy định. Vâng, 5 nhà BA dành cho game thủ chim sẻ. Anh em chỉ còn một cơ hội thôi là thắng 3-0 để vô địch ở thể loại này. Bây giờ ở bên phía Việt Nam hình như là 21 giờ, đúng không ạ? 4 ngày bình luận thông thực sự là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi một bình luận viên được đi sang chuyến này. Được đi chuyến này là một cái kỷ niệm đáng nhớ lắm. Với cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là vâng, thì tôi thấy là giải này là giải thuộc về bình luận viên Đạt 09. Tuyệt vời. Người xuất sắc nhất của đoàn AV Việt Nam tính trên phương diện bình luận viên. Quá mắc bình. Rồi, tên đầu tiên. Trong khi đó đây là màn hình máy của Hồng Anh, hình như là bị xúc chết rồi. Như vậy là Hồng Anh bị game thủ màu 2 chơi lên. Màu 2 chơi lên. Còn đây là màn hình máy của BB. BB đang phát triển ở trong cánh với bài 4 nhà BA thì phải. Hình như là 4 nhà BA đang cố gắng để phát triển nhưng BB đã hở rồi em ơi. BB đã hở rồi. Còn đây là màn hình máy của game thủ chim sẻ. Vâng, bị cả màu 1 và màu 3 đang kết hợp. Cánh bên kia thì màu 2 đang có ưu trước game thủ Hồng Anh. Chim sẻ đang cố gắng để rèn giữ để đỡ hai nhà trong tuần này. Nhưng Tiểu Thủy Ngư tiếp tục để quân lên. BB là người đi sang cứu game thủ chim sẻ. Nhưng liệu có cứu được không, nó mới là một vấn đề. Cứu được, tôi nghĩ là cứu được. Cứu được luôn. Được rồi, hai anh em phối hợp với nhau vẫn đang như đường với sữa vậy. Hay. Điều R, điều R. Điều R em ơi. Điều R đi. BB và chim sẻ vẫn đang cố gắng thủ trong tên này khi mà Xiang Long Tiểu Thủy Ngư ốp lên. Trong khi đó thì Hồng Anh liệu có sống được không? Hồng Anh đang rèn giữ ở cái timeline 37. Hồng Anh ăn được chân của người đi dâng A. Vâng, dâng A nhưng mà lại là đầu cánh đi dâng A. Ái chà chà, ái chà chà, đầu cánh đi dâng A. Mày kinh rồi đấy, mày hơi bị khinh tao rồi đấy. Vâng, tôi tưởng nó ở trong cánh đi dâng A. Nhưng mà nó lại là đầu cánh đi dâng A để nó chơi vào Hồng Anh. Vâng, cửa nó rất trên. Cửa nó rất trên đấy các bạn ạ. Cửa nó cực kỳ trên so với mình. Nhưng không sao cả, cánh bên kia.
chim sẻ đang thủ sông nhà với tham lai 66/80, vẫn đang đấu quân với Sẹng Lòng. Quân Sẹng Lòng đẹp hơn, điều đẹp hơn và nhiều quân hơn. Chim sẻ rút lui, chim sẻ phải rút lui trong tên này. BB phải đẩy quân sang liên tục đi em ơi, không là chết. Đây là BB, BB đang đấu với Tiểu Thủy Ngư, hai người ở trong cánh đi ra phối hợp với những người đầu cánh. Như vậy là đầu cánh là game thủ Sẹng Lòng, trong cánh là game thủ Tiểu Thủy Ngư. Nhưng ở nhà BB bị một tên ảo tới từ game thủ màu hai, game thủ Đại Trù lao thẳng vào nhà. Vâng, một tên cực ảo tới từ game thủ BB. Vâng, một tên mà Hồng Anh đáng nhẽ phải báo cho BB là vâng, nó dí sang nhà mày đấy để mà còn thủ chứ. Vâng, phải báo là nó dí chứ. Vậy e đi em ơi, bắt hết quần đi, bắt hết quần không. Tiểu Thủy Ngư dí luôn, Tiểu Thủy Ngư dí luôn trong tên này. Vâng, cả màu 2, màu 3 dí luôn như thế này. Nó bắt ngược mình luôn, nó bắt ngược mình luôn. Hồng Anh đâu rồi? Hồng Anh 49, Hồng Anh 49. Nhưng Bi bay rồi, Bi còn tạm lại 48 thôi. Vâng, chim sẻ đang sang cứu trong tình huống này, vẫn tiếp tục là vẩy e dành cho Bi nhưng không được. Màu 3 đang đẩy tất tay vào nhà BB. Một trận thi đấu mà một những tên ảo liên tiếp được diễn ra dành cho các game thủ bên phía của team AOE Trung Quốc. Chim sẻ thì bị Sẹng Lòng ốp thẳng vào nhà BA. Khi mà chim sẻ đi sang cứu game thủ BB thì Sẹng Lòng ốp thẳng lên. Sự phối hợp là quá ngọt ngào giữa các game thủ bên phía AOE Trung Quốc. Công nhận là lỗ oánh kinh thật. Vâng, lỗ oánh kinh thật. Chim sẻ hấp hối, BB oảng, BB oảng. Như vậy là không còn cửa vô địch 33 Sẹng. Cái thể loại này nó vẫn còn là quá mới đối với anh em Việt Nam. Nó còn quá mới. Đây là 66/68 dành cho Hồng Anh. Ông Hoàng Đạt, ông đang trình bày rất nhiều. Ông Hoàng Đạt quay máy Tiểu Thủy Ngư, tôi nghe nói là bị chết dần, dò lỗi một con voi không bãi quả phụ rồi, bài yếu nhất. Nhưng mà những người đầu cánh của người ta làm tốt, không ai động vào nhà của Tiểu Thủy Ngư nên người ta vẫn thành là khỏe, từ yếu người ta vẫn thành là bình thường. Hồng Anh bị dí thời điểm ban đầu, BB bây giờ tham còn 30 thì anh đấm cái gì. Vâng, Tiểu Thủy Ngư và Sẹng Lòng đang quá to so với quy định. Có lẽ Sẹng Lòng đang ngồi gãi, có lẽ Sẹng Lòng đang ngồi gãi, đang gãi để có thể lên 4 đối đầu lại với Hồng Anh, một người mà cũng đang được gọi là to nhất bên phía của AOE Việt Nam, nhưng không ăn thua nữa rồi. Chim sẻ này cũng không nhìn thấy nhà Sẹng Lòng đâu, và 1-0 dành cho các game thủ bên phía của đối phương. Bên bạn đánh quá chất trận này, không còn cửa để vô địch nữa rồi. Vâng, bây giờ tôi sợ nhất cái tình huống xảy ra đó chính là thắng 3-1 cái team này thì lại bằng điểm với cái team Đỗ Thánh kia. Nó lại bắt đánh tiếp trận nữa, xem thằng nào nhì, thằng nào ba để tôi đến cạn lời. Thôi ăn cái giải 3 thôi. Thôi 3 thôi.